Mình ơi, đây là xe gì ấy nhỉ? Xe máy. Xe máy thì là phương tiện giao thông đường gì nhỉ? Vậy khi ngồi trên xe máy thì chúng mình phải làm gì ấy con? Đội mũ bảo hiểm thì chúng mình sẽ phải làm gì đây nhỉ? Đúng rồi, đội mũ bảo hiểm thì chúng mình sẽ phải đài quai nhá. Không đài quai thì sẽ không có tác dụng gì đúng không? Bây giờ cô Nhung sẽ chở cô Thủy đi chơi nhá. Cô Nhung ngồi chắc chưa? Cô Thủy ngồi như thế này. Ngồi như thế này không đúng à? Không. Ngồi như thế này ngồi lại nhỉ? Cô ngồi như thế này. Chắc là như này đúng rồi. Vẫn không đúng á. Thế bạn nào biết nhỉ? Bạn nào biết ngồi đúng lên đây ngồi giúp cô nào. Cô có mấy con hả? Trước khi ngồi lên xe chúng mình phải làm gì nhỉ? Mũ bảo hiểm xong rồi chúng mình phải làm gì? Rồi khi chúng mình không cài được quai thì bạn nào không cài được chúng mình sẽ nhờ người lớn giúp nhá. Nào, xem bạn ngồi đúng không nào? Bạn Huy rất là giỏi đúng không? Bạn Huy ngồi ngay ngắn này. Khi ngồi trên xe thì bạn không đùa nghịch đâu. Và bạn ôm lấy eo của người lớn đúng không? Vậy khi ngồi trên xe chúng mình cũng học bạn Huy nhá. Chúng mình phải đội mũ bảo hiểm này. Phải ngồi ngay ngắn này. Không được đùa nghịch nào. Và chúng mình phải ôm lấy eo của người lớn. Chúng mình nhớ chưa nhá?